Tất cả quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của La Xô Nguyễn Phương Hằng. Nhân vật hôm nay tôi đã gặp đến là cái chỗ cô Đinh Lan. Cô này đang có những cái cử chỉ hành vi mà xin thưa quý vị khiến cho người xem cảm thấy bức xúc. Cũng vì lý do cái vấn đề ở đây, chúng ta cũng đã hiểu rằng chị Hằng đã trả giá cho mình trong thời gian khoảng là gần 3 năm trời. Trong thời gian này, xin thưa quý vị, những người bên chị Hằng không ai có một cái lời nói nào để mà đá động cô Đinh Lan này. Nhưng từ lúc chị Hằng đi vào trong đó để mà thụ án và cho tới tận thời điểm bây giờ, cô Đinh Lan này thì cô cũng liên tục có những cái lời lẽ công kích. Và sau khi chị Hằng được trả tự do thì cô này cũng cảm thấy rằng bất an. Cô làm những đơn thư kiến nghị. Cô cho rằng là cái là trại giam đang sai, cô cho rằng là tòa án đang sai. Và cô có những cái ngôn từ mình cảm thấy rằng cực kỳ khó hiểu. Và tại sao cái hành vi của cô này nó tồn tại trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà không thấy bất kỳ cơ quan nào có những cái mà cái như là chấn chỉnh hành vi hay là răn đe lại những cái vấn đề mà cô này đã suốt khoảng một thời gian dài mà cô có những cái mà công kích cá nhân như vậy. Và đây là một trong những cái lời lẽ của cô Đinh Lan này. Cô chia sẻ trong một cái buổi live stream của cô, thì tôi mời quý vị cùng tôi chia sẻ cái quan điểm của cô Đinh Lan này và cô có những cái dụng ý gì trong câu chuyện này, thưa quý vị. Ai là người thả Nguyễn Phương Hằng thì Đinh Lan đã làm rồi. Thì bây giờ Đinh Lan hoàn tất 5 bộ đơn nha, và cùng những cái chứng cứ tài liệu và những bài báo đăng gửi cho hoàn tất 5 bộ đơn và những cái chứng cứ tài liệu bài báo đăng để gửi cho cái như là bác Tô Lâm và gửi cho cái như là chủ tịch Quốc hội, gửi cho cái như là chánh án tòa án nhân dân tối cao và một số vị khác. Mời quý vị tiếp tục nghe. Người thứ nhất đứng đầu cao nhất là ông Tô Lâm, tổng bí thư chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai là ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng là chủ tịch Quốc hội đó ha. Thứ ba là bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Thứ tư là ông Nguyễn Hy Tiến, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thứ năm là ông Lê Minh Trí, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Năm người này là đơn kêu cứu khẩn cấp về vụ án Nguyễn Phương Hằng. Về việc gì? Về việc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tha tù trước hạn thêm lần hai cho phạm nhân Nguyễn Phương Hằng. Ngày hôm nay, 19 tháng 9 năm 2024. Đó quý vị. Thì xin thưa quý vị, thông qua cái câu chuyện này, đó, thì cái chỗ mà bên viện kiểm sát ở Bình là Bình Dương, người ta cũng đã có những cái mà coi như là cái câu trả lời rất rõ ràng. Vì trong những ngày vừa qua đó quý vị, sau khi chị Hằng được trả tự do thì có những cái lời lẽ nó cũng xuyên tạc. Thì hôm nay là coi như là báo chí người ta cũng đã lên rất nhiều cái bài mà vì sao bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm 3 tháng. Thì bây giờ tôi mời quý vị nghe những cái quan điểm của là những nhà chức trách trong câu chuyện của chị Hằng như thế nào, và cái chỗ cô Đinh Lan như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận như thế nào liên quan đến cô này quý vị ha. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng ra tù sớm 3 tháng? Hàng trăm phạm nhân tại Bình Dương được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng, do chấp hành tốt trong thời gian ở trại giam. Ngày 20 tháng 9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, khi có quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương, trại giam đã thực hiện quyết định bà Hằng được trở về nhà. Bà Hằng chấp hành tốt trong thời gian ở trại giam. Với một số ý kiến trên mạng thắc mắc về căn cứ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bà Hằng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết bà Hằng chỉ là một trong số hàng trăm phạm nhân được xét đợt này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là ngoài bà Hằng ra thì còn có nhiều cái người khác được xét giảm trong đợt này, thưa quý vị ha. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự. Việc xem xét giảm thời hạn này khác với việc xem xét đặc xá tù trước thời hạn dự kiến từ ngày 1 tháng 10 sắp tới mới tổ chức tha người được đặc xá nhân dịp 79 năm
Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10. Bà Hằng được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cũng khác với việc bà được giảm án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm trước đó. Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 4 năm 2024, bà Hằng được hội đồng xét xử giảm 3 tháng dù không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Còn tại đợt xét giảm lần này, bà Hằng giảm 3 tháng 5 ngày chấp hành án phạt tù. Có hàng trăm phạm nhân tại trại giam An Phước, Phúc Hòa của Bộ Công an đặt tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương được xem xét giảm thời hạn chấp hành án lần này. Nhưng không phải ai cũng được giảm thời hạn chấp hành án cũng được ra tù ngay. Ví dụ, những người có mức án chung thân sau khi trừ thời gian chấp hành án được giảm thì họ vẫn tiếp tục thi hành án thời gian chấp hành án còn lại. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng, bị bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022, sau khi được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ ngày 19 tháng 9 năm 2024, bà Hằng được ra tù. Phạm nhân phải đạt tiêu chí xếp loại thực hiện bản án. Phải có những người mà thật sự quý vị phải có cái tiêu chí người ta có khắc phục như thế nào rồi mới được giảm án quý vị, chứ không phải là cái như là thích giảm ai là giảm. Để thực hiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì bà Nguyễn Phương Hằng phải chấp hành tốt trong thời gian ở trại giam, đáp ứng các điều kiện giảm án và phải được trại giam có văn bản đề nghị xem xét giảm. Mỗi năm có 3 đợt xét giảm thời hạn án phạt tù vào các dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9, lễ 30 tháng 4, Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, mỗi phạm nhân chỉ được xem xét một lần trong năm, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng được xem xét lần đầu nhân dịp Quốc khánh. Theo Điều 38 Luật Thi hành án hình sự, thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì hồ sơ của phạm nhân phải có các văn bản như sau: kết quả xếp loại của phạm nhân, tài liệu chứng minh kết quả bồi thường nghĩa vụ dân sự của người được đề nghị giảm án. Các tài liệu này phải được gửi tới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp nơi phạm nhân đang chấp hành án để xem xét quyết định. Chỉ những phạm nhân được xếp loại khá trở lên mới được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Điều kiện tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù được nêu tại Điều 19 Nghị định 133 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó có phạm nhân sẽ được xếp loại dựa trên các tiêu chí như mức độ ăn năn hối cải, nhận rõ tội lỗi của mình, việc chấp hành bản án, quyết định của tòa và nội dung của trại giam. Ngoài ra, còn một số tiêu chí như khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra, việc tham gia các hoạt động lao động, giáo dục, học nghề theo quy định. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết bà Hằng đạt tiêu chuẩn và xếp loại phạm nhân đã hoàn thành các nghĩa vụ về án phí dân sự v.v. nên được trại giam có văn bản đề nghị xem xét giảm thời hạn chấp hành án theo quy định của pháp luật. Đấy, cô Đinh, cô nghe cho nó kỹ. Trời ơi, bây giờ mà thật sự quý vị, cô đang gọi là có những cái mà cô đang gọi là cái tòa án nhân dân cái như là cấp cao đang có những cái gọi là cái như là giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng là 2 lần trong một năm. Thưa quý vị, giảm án vừa rồi đó, chỗ cái phiên tòa phúc thẩm là nó khác. Ở đây là giảm án ở tại trại giam. Trong quá trình mà thật sự quý vị phạm nhân đó, mà người ta thực hiện tốt, người ta tuân thủ tất cả các cái vấn đề theo cái quy định của pháp luật, và trong quá trình mà cái như là thi hành án, người ta là thể hiện một trong những người mà biết ăn năn hối cải, một trong những người mà có cái chí cầu tiến,
và khắc phục được tất cả mọi hậu quả do mình gây ra, thì xin thưa quý vị là được trại giam người ta gọi là xem xét và đề xuất lên cái như là tòa án nhân dân và cái như là viện kiểm sát nhân dân cung cấp để mà xem xét và cho được giảm án theo quy định của pháp luật. Càng thông qua cái trang báo này, những người như chỗ cô Đinh nên mà nó thật sự đó, nên mà củng cố lại cái kiến thức của mình, đừng để mà hiểu sai, hiểu lầm, hiểu lệch, rồi có những cái mà thật sự để mà quy chụp, có những cái để mà thật sự để mà dẫn dắt cái dư luận nó đang đi gọi là lệch hướng. Đây là một trong những hành vi mà khó mà chấp nhận được, thưa quý vị. Tôi nói thật sự bây giờ đó, người ta là làm cái gì người ta cũng có chuyên môn hết quý vị, người ta làm cái gì người ta cũng theo cái quy trình, theo cái quy định của pháp luật. Còn cái chỗ cô Đinh này đã mang chất như là một robot, như một cỗ máy, thích nói gì là nói, thích làm gì làm. Ngày xưa bà con thấy rồi, cô này gọi là cô gửi đến là giám đốc thẩm đã xem xét lại vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi cái giám đốc thẩm đâu rồi? Đâu phải là thật sự quý vị, cái giám đốc thẩm là mình gửi sao là người ta gọi xem xét lại đâu? Tùy theo trường hợp, chứ không phải trường hợp nào mà gửi lên giám đốc thẩm là người ta cũng xem xét đâu, hiểu không? Cho nên cũng nên mà về củng cố lại kiến thức cho mình, đừng bao giờ mà như một con thiêu thân mà lao vào như vậy. Nên dừng cái thời điểm này là vừa quý vị. Trời đất thánh thần ơi, bao nhiêu cái vấn đề người ta đâu có động chạm tới mình nữa đâu, người ta cũng muốn an yên để mà quay về cái cuộc sống bình thường, thì mình lại đi quấy lên. Cây muốn lạnh mà gió không muốn dừng, quá trời quá đất. Rồi ý kiến của quý vị trong câu chuyện này như thế nào thì quý vị để lại cái comment. Và tôi cũng xin phép là kết thúc cái clip tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Tạm biệt tất cả quý vị, và quý vị vui lòng cho xin một like và cho một lượt chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả.